Chào tất cả anh em. Đây là một buổi chiều mà tôi đang đi thị sát ở khu vực Đồng Nai để tìm hiểu về bất động sản. Và đây là một trong những chiến lược mà những người đầu tư bất động sản cần phải làm, đó là tìm hiểu lưu lượng giao thông đi lại và lượng dân ở cái khu vực này, cái người nhập cư ở khu vực này, những cái người mà lao động ở khu vực này, những cái đối tượng khách hàng tiềm năng đối tượng khách hàng tiềm năng có thể là đầu tư bất động sản hoặc có thể là mua đất để xây nhà ở khu vực này. Thế thì đây là một trong những cái vị trí mà bất động sản chúng tôi sẽ đầu tư, và tôi đang tìm hiểu xem được là cái khu vực này nó có lượng người dân đi lại là nhiều hay không, lượng nhập cư nhiều hay không, những cái người tạm trú ở khu vực này nhiều hay không, có nhiều nhà máy hay là nhiều các cái khu công nghiệp ở đây nhiều hay không. Đó, cảm ơn anh em nhé. Rồi.